chúng ta học tịnh độ cần phải học được chiêu đầy như vậy là đã học đúng danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần thất tình lục dục của thế gian này ai muốn thì cho họ hết không cần chứng ngại họ họ thích thì cho họ hết còn chúng ta không cần Cho nên Học Phật thành tựu được nhiều hay ít Đều ở chỗ chúng ta buông bỏ ít hay nhiều Đây là kinh nghiệm tôi đạt được Trong 60 năm học Phật Quý vị buông bỏ càng nhiều Thì quý vị đạt được càng nhiều Và ngộ được cũng nhiều Bất luận ở phương diện nào Quý vị cũng được đại tự tại Bí quyết chính là buông bỏ Quý vị không chịu buông bỏ Đó chính là nghiệp chướng Đó chính là tiền phức Điều này trong kinh điển Đại Thừa Nói rất rõ Trong Đại Thừa kinh điển nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Câu nói này rất quan trọng trong tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh tâm thiện lương tất cả đều phù hợp với thứ tự không học cũng phù hợp thật tuyệt diệu nếu tâm không bình thường đã bị nhiễm ô bây giờ là nhiễm ô nghiêm trọng cái gì là nhiễm ô Tự tư tự lợi là nhiễm ô Chứ vị cần biết Trong tự tánh thanh tịnh Không có tự tư tự lợi Không tìm thấy Cũng không có danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần Thân tình lục dục Tham sân si mạng Đều không có Tâm nó như thế nào trên đề kinh này nói rất rõ Tâm là thanh tịnh bình đẳng giác ngộ Thanh tịnh bình đẳng giác Đây là chân tâm của mỗi người Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Thế Tôn nói Thanh tịnh bình đẳng giác Chính là danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Tôi thường khuyên mọi người Đặc biệt là trong thời đại này Điều cần thiết nhất Là phải thay đổi tâm Đem Phật A di đà để trong tâm mình Tâm ta là Phật A di đà A di đà Phật là tâm ta Phật A di đà là gì? Chính là thanh tịnh bình đẳng giác Hoặc là như trước đây tôi ở Mỹ thường nói chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi đây chính là phật a di đà chính là tâm vô thượng bồ đề nếu chúng ta khởi tâm động phân biệt chấp trước là trái ngược với điều này như vậy là sai tục ngữ nói là dụng tâm sai quý vị dụng tâm bị sai học phật tuyệt đối không thể dùng sai tâm kiến lập đạo tràng càng không thể dùng tâm sai tu hành dùng sai tâm là hại chính mình Kiến lập đạo tràng Mà dùng sai tâm thì thật đáng sợ Trách nhiệm nhân quả này rất lớn Chẳng những hại chúng sanh Mà còn dẫn dắt đại chúng sanh Vào trong tà pháp Đó không phải là chánh pháp mà là mang trọng tội phá hoại chánh pháp phương pháp giúp đỡ của ngài có vô lượng vô biên nhưng vấn đề quý vị phải đồng ý tiếp nhận mới được nếu không tiếp nhận thì ngài không giúp được Tiếp nhận bằng cách nào? Trân Chân thành cung kính Ấn Quang Đại Sư nói Một phần thành kính Thì có thể tiếp nhận một phần Mười phần thành kính Có thể tiếp thu mười phần Bồ Tát Bố Thí Bình Đẳng Pháp Bố Thí Tài Bố Thí Vô Ý Bố Thí Đều là bình đẳng Chứ nhận bao nhiêu Là do cá nhân mỗi người Càng tánh chúng sanh bất đồng Hiện căn phước đức nhân duyên Không giống nhau nên tiếp nhận lợi ích cũng không giống nhau Tất cả đều ở mình Nên tự mình phải tu cho thật tốt Phải đầy đủ những điều kiện Để tiếp nhận chư Phật Bồ Tát Chúng ta mới thật sự đạt được lợi ích pháp thí Của chư Phật Bồ Tát Như trong kinh nói Huệ dĩ chân thật lợi ích Chúng ta có thể đạt được lợi ích chân thật của chư Phật Bồ Tát Phật sự giả Chỉ chư phật chi giáo hóa tốt nhất là ở đây thêm vào một chữ chánh chỉ chư phật chi giáo hóa đây gọi là phật sự hiện nay danh từ phật sự này bị mọi người hiểu sai như thế nào gọi là Phật sự Pháp hội là Phật sự Tụng kinh bái sám là Phật sự Như vậy là sai Trong kinh điển nói Phật sự là dạy học Hóa là dạy học thành tựu Dùng phương pháp dạy học Khiến cho người tiếp thu dạy học Hóa mê thành ngộ Hóa ác thành thiện Hóa phàm thành thánh Đây gọi là hóa Hóa là dạy học hành tượng Mục tiêu dạy học đã đạt, đạt, đạt được Đối với hàng thượng thượng căn Tiêu chuẩn Là hóa phàm thành thánh Đối với hàng trung căn là hóa mê thành ngộ đối với hàng hạ căn là hóa ác thành thiện cho nên phật giáo là giáo dục của đức phật nó không phải là tôn giáo điều này chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng nếu không chúng ta học Phật sẽ học sai Học lệch lạc Học tà ngụy Học lệch lạc, lạc là học tiểu thừa Không thiên lệch là đại thừa Học tà ngụy là học những điều trái ngược với Phật Pháp Không phải Phật Pháp Mà tự cho là Phật Pháp Điều này trong Phật Pháp cũng rất nhiều Người ta ngộ nhận xem Phật Bồ Tát giống như thần minh Nên hàng ngày đều cầu phật bồ à, tát Gia phụ cho Phổ được thăng quan phát tài như vậy là sai lầm à, đó, là đó là học xỉ, ta không phải xỉ, học, học. lệch lạc còn à, nghiêm trọng hơn lệch lạc lệch lạc là lệch khỏi đại thừa còn ta là lệch lạc luôn cả tiểu thừa nói cách khác là sai là ngộ nhận không phải học Phật Điều này chúng ta không thể không biết Nếu không thể phân biệt rõ ràng Chúng ta học Phật nhất định sẽ đi đường công Đường công trước là thiên lệch Sau chính là tà ngụy Kết quả sau cùng thì sao? Kết quả là vào trong tam đồ Quý vị nói có oan uổng hay không? Học Phật mà học vào trong ngã quỷ súc sanh địa ngục Đây thật sự gọi là oan uổng Nên chỗ này quá sai Chánh với chánh tương ưng Tà với tà tương ưng Cho nên Chánh tâm thành ý Hết sức quan trọng Ý phải thành Tâm phải chánh Thì tà môn ngoại đạo Sẽ không xâm nhập được thực tế mà nói thì họ cũng rất tôn trọng quý vị quý vị là chánh nhân quân tử không thể dễ dàng mạo phạm được nếu trong tâm có tư tưởng tà vậy họ sẽ đến lôi kéo đến quyến rũ họ mong chúng ta đọa ác đạo Chư Phật Bồ Tát mong chúng ta giải thoát Mong chúng ta thành Phật Còn hàng ba vương ngoại đạo Lại cầu cho chúng ta ở trong luân hồi lục đạo Cầu mong chúng ta đọa vào trong ba đường ác Họ dụ chúng ta đi vào đó Sức mạnh cám dỗ đó rất lớn Nó rất hiện thực Danh văn lợi dưỡng ngay trước mắt chúng ta Người xưa nói danh cao lợi nhiều Quý vị có thể không động tâm sao? Tài sắc danh thực thuyền để ngay trước mắt Nếu không động tâm Thì tâm quý vị mới có thể đạt được sự chân chánh Nếu động tâm thì tâm sẽ bị tà ngụy Tâm bị công vậy Thì ma liền nhập vào Đối với điều này Phật có thể giúp được chăng không thể đức phật là một vị thầy thầy chỉ có thể dạy quý vị nói ra chân tướng sự thật thầy chỉ là người chỉ đường nhưng ta phải tự đi thầy không thể đi thay ta được điểm này quý vị nhất định phải hiểu phật pháp như vậy thần đạo cũng như vậy thần có thể bảo hộ con người chăng không thể thần vì chúng ta làm việc tốt tích đức nên họ khuyến khích còn làm việc ác họ sẽ trừng phạt họ giống như quan viên chính phủ vậy Không, không thể tùy tiện không tùy thể tùy, tùy theo ý hỏi, họ để khen thưởng hay trừng phạt mà phải xem hành vi của quý vị nếu thiện, thiện họ khen ngợi là đúng nếu làm ác thì họ trừng phạt là không sai đó, đó tất cả mấy đều, mấy đều mấy là do chúng ta tạo ra, ra mà nó cảm vời như hỏi. thế không phải họ có quyền chư phật bồ tát là thầy dẫn đường các ngài không phải là chính phủ nên không có quyền nhưng các ngài dạy chúng ta nên làm như thế nào quý vị hành thiện mục đích hành thiện không phải để được tán thưởng ta nên hành thiện không nên làm việc ác đức phật dạy chúng ta đạo lý này Điều này trong kinh điển Đại Thừa nói rất rõ Trong Đại Thừa kinh điển nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Câu nói này rất quan trọng Trong tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh, tâm thiện lương Tất cả đều phù hợp với thứ tự Không học cũng phù hợp thật tuyệt diệu nếu tâm không bình thường đã bị nhiễm ô bây giờ là nhiễm ô nghiêm trọng cái gì là nhiễm ô tự tư tự lợi là nhiễm ô chưa vị cần biết trong tự tánh thanh tịnh không có tự tư tự lợi không tìm thấy cũng không có danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần Thân tình lục dục Tham sân si mạng đều không có Tâm nó như thế nào Trên đề kinh này nói rất rõ Tâm là thanh tịnh bình đẳng giác ngộ Thanh tịnh bình đẳng giác Đây là chân tâm của mỗi người Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Thế Tôn nói Thanh tịnh bình đẳng giác Chính là danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Tôi thường khuyên mọi người Đặc biệt là trong thời đại này Điều cần thiết nhất Là phải thay đổi tâm Đem Phật A-di-đà để trong tâm mình Tâm ta là Phật A-di-đà A-di-đà Phật là tâm ta Phật A-di-đà là gì? Chính là thanh tịnh bình đẳng giác Hoặc là như trước đây tôi ở Mỹ Thường nói chân thành Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Đây chính là Phật A-di-đà Chính là tâm vô thượng Bồ-đề Nếu chúng ta khởi tâm động Phân biệt chấp trước Là trái ngược với điều này Như vậy là sai Tục ngữ nói là dụng tâm sai Quý vị dụng tâm bị sai học phật tuyệt đối không thể dùng sai tâm kiến lập đạo tràng càng không thể dùng tâm sai tu hành dùng sai tâm là hại chính mình kiến lập đạo tràng mà dùng sai tâm thì thật đáng sợ trách nhiệm nhân quả này rất lớn chẳng những hại chúng sanh mà còn dẫn chắc đại chúng sanh vào trong tà pháp đó không phải là chánh pháp mà là mang trọng tội phá hoại chánh pháp khoảng ba mươi năm trước Chúng tôi đưa ra 20 chữ Làm tiêu chuẩn tu hành của chính mình Giữ tâm Nghĩa là dụng tâm Là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Hành sự Đối nhân, xử thế, tiếp vật Nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật Hai mươi chữ này là khi còn ở Mỹ Tôi nhớ là vào niên đại 1980 Tôi đã đề ra Tâm có chủ định Có sự liên quan rất lớn Ta và chánh là y theo tiêu chuẩn này để phân biệt chân và vọng cũng theo tiêu chuẩn này để phân biệt tuổi phước vẫn là tiêu chuẩn này nếu tương ứng với tiêu chuẩn này là chánh là thiện là phước còn trái với tiêu chuẩn này thì đó chính là tai họa Chúng tôi học Phật 60 năm Mới đầu thì lấy triết học làm cơ sở Xem Phật Pháp như triết học Hoàn toàn đứng trên góc độ triết học để nhìn Phật Pháp Về sau thâm nhập mới phát hiện Phật Pháp quá thù thắng Như ở đây nói Đệ nhất tối thắng bất khả tư nghị Phật Pháp vượt trên triết học Vượt qua khoa học Từ từ thâm nhập vào Thì sự hiểu biết về nó Càng sâu càng rộng Như vậy mới toàn tâm toàn lực để học tập Thì ra Phật Pháp hay đến như vậy Đáng tiếc ở thế gian rất ít người nhận biết được giá trị của nó Không biết thì đương nhiên cũng không có hứng thú đối với nó Trước khi tôi quen thầy Phương Đông Mỹ cũng không có chút hứng thú nào Không hiểu, không biết Nên rất xa lạ Sau khi tiếp xúc thời gian dài Thì nhận thức càng rõ ràng Càng sâu rộng 60 năm bơi lãnh ngộ thấu triệt trong tám vạn bốn ngàn pháp môn pháp môn nào đơn giản nhất dễ nhất ổn thỏa nhất nhanh nhất và thành tựu cao nhất không có gì qua được bộ kinh vô lượng thọ này Phương pháp tu học không có gì hơn trì danh niệm Phật Thế xuất thế gian Pháp đều bỏ hết Không cần bất cứ thứ gì Chỉ cần một bộ kinh vô lượng thọ Và câu danh hiệu Phật này Nó có thể giúp chúng ta đến thế giới cực lạc Gặp Phật A-di-đà Bản sanh đến thế giới cực lạc Gặp Phật A-di-đà Thì tất cả Pháp Trong biến Pháp giới hư không giới Đều đạt được Một Pháp môn này đạt được Thì tất cả Pháp môn đều đạt được Vì sao vậy? Vì tất cả Pháp môn đều từ tự tánh biến hiện ra Tất cả Pháp không rời tự tánh Ở thế gian này chúng ta không minh tâm kiến tánh được đến thế giới cực lạc sẽ kiến tánh chứng được viên mãn đây là con đường nhanh nhất trong các con đường cho nên tịnh tông lại được gọi kính trung kính hữu kính Con đường tắt trong Phật Pháp là Đại Thừa Đại Thừa là con đường tắt Thiền Tông Là con đường tắt trong Đại Thừa Nên gọi là Kính Trung Kính Tịnh Độ Là con đường nhanh nhất trong Thiền Tông Nên nói Kính Trung Kính Hữu Kính Đây chính là vô thượng diệu Pháp Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng Chứ vị tổ sư đã nói như vậy Nếu chúng ta có hoài nghi Thì cần phải chứng minh Các ngài nói như vậy có đúng chăng? Có thực tế chăng? Có thể tin tưởng được chăng? chúng tôi đã dùng mấy mươi năm công phu để chứng minh chẳng những chư vị tổ sư trong nhà phật chứng minh cho chúng ta mà hiện tại các nhà khoa học phương tây cũng đã chứng minh thật không thể nghĩ bàn chúng ta y theo phương pháp này tu hành không cần thời gian dài năm ba năm hoặc tám mười năm là đủ có thể chứng được cảnh giới này để chúng ta tự mình chứng như vậy sẽ không còn hoài nghi phương pháp giúp đỡ của ngài có vô lượng vô biên nhưng vấn đề quý vị phải đồng ý tiếp nhận mới được nếu không tiếp nhận thì ngài không giúp được tiếp nhận bằng cách nào Trân chân thành cung kính ấn quan đại sư nói một phần thành kính thì có thể tiếp nhận một phần mười phần thành kính có thể tiếp thu mười phần Bồ Tát bố thí bình đẳng Pháp bố thí Tài bố thí Vô ý bố thí Đều là bình đẳng Chứ nhận bao nhiêu Là do cá nhân mỗi người Càng tánh chúng sanh bất đồng Hiện càng phước đức nhân duyên Không giống nhau nên tiếp nhận lợi ích cũng không giống nhau Tất cả đều ở mình Nên tự mình phải tu cho thật tốt Phải đầy đủ những điều kiện Để tiếp nhận chư Phật Bồ Tát Chúng ta mới thật sự đạt được lợi ích pháp thí Của chư Phật Bồ Tát như trong kinh nói huệ dĩ chân thật lợi ích chúng ta có thể đạt được lợi ích chân thật của chư phật bồ tát phật sự giả chỉ chư phật chi giáo hóa tốt nhất là ở đây thêm vào một chữ chánh chỉ chư phật chi giáo hóa đây gọi là phật sự hiện nay danh từ phật sự này bị mọi người hiểu sai như thế nào gọi là phật sự pháp hội là phật sự tụng kinh bái sám là phật sự như vậy là sai trong kinh điển nói phật sự là dạy học hóa là dạy học thành tượng Dùng phương pháp dạy học Khiến cho người tiếp thu dạy học Hóa mê thành ngộ Hóa ác thành thiện Hóa phàm thành thánh Đây gọi là hóa Hóa là dạy học thành tượng Mục tiêu dạy học đã đạt được Đối với hàng thượng thượng căn Tiêu chuẩn Là hóa phàm thành thánh Đối với hàng trung căn là hóa mê thành ngộ đối với hàng hạ căn là hóa ác thành thiện cho nên phật giáo là giáo dục của đức phật nó không phải là tôn giáo điều này chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng nếu không chúng ta học Phật sẽ học sai Học lệch lạc Học tà ngụy Học lệch lạc là, là, là học tiểu thừa Không thiên lệch là đại thừa Học tà ngụy là học những điều trái ngược với Phật Pháp Không phải Phật Pháp Mà tự cho là Phật Pháp Điều này trong Phật Pháp cũng rất nhiều Người ta ngộ nhận xem Phật Bồ Tát giống như thần minh Nên hàng ngày Đều cầu Phật Bồ Tát Gia hộ cho được thăng quan phát tài Như vậy là sai lầm Đó là học ta Không phải học lệch lạc Còn nghiêm trọng hơn lệch lạc Lệch lạc là lệch khỏi Đại Thừa còn ta là lệch lạc luôn cả tiểu thừa Nói cách khác là sai, là ngộ nhận không phải học Phật Điều này chúng ta không thể không biết Nếu không thể phân biệt rõ ràng Chúng ta học Phật nhất định sẽ đi đường công Đường công trước là thiên lệch Sau chính là tà ngụy Kết quả sau cùng thì sao? Kết quả là vào trong tam đồ Quý vị nói có oan uổng hay không? Học Phật mà học vào trong ngã quỷ súc sanh địa ngục Để thật sự gọi là oan uổng Nên chỗ này quá sai Câu bên dưới nói, việc nhất khí khẩu ích ư Phật Đạo chi sự. Phật Đạo là gì? Là con đường thành Phật. Giúp chúng ta, thành tựu chúng ta. hướng đến phật đạo việc thành phật đạo chính là làm phật sự tám vạn bốn ngàn pháp môn đều giúp chúng ta thành phật giúp chúng ta đoạn phiền não giúp chúng ta minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật chúng ta vốn là phật trong kinh đại thừa đức phật nói rất rõ ràng tất cả chúng sanh vốn là phật hoàn toàn là thật vốn là phật vì sao bây giờ lại như vậy một câu nói của đức phật đã nói rõ hết thảy vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được ngày nay chúng ta ra nông nỗi này nguyên nhân là gì là vọng tưởng phân biệt chấp trước vọng tưởng thông thường trong kinh điển đại thừa nói là vô minh phiền não phân biệt là trần sa phiền não giám trước gọi là kiến tư phiền não đây đều là danh từ phật học trong phật giáo vì quý vị có ba loại phiền não này nên không thể kiến tánh tánh có tồn tại hay không có tuy có nhưng không nhận ra nó không nhìn thấy nó vì quý vị đã mê quý vị không biết tánh ở đâu cũng không biết tánh rất đáng quý trong tự tánh có trí huệ viên mãn tuy mê nhưng trên thực tế vẫn khởi tác dụng tác dụng méo mó tác dụng sanh biến hóa biến thành điều gì biến thành phiền não Vô lượng vô biên trí huệ biến thành vô lượng vô biên phiền não. Sự việc chính là như vậy. Đức năng của chúng ta cũng đã thay đổi. Biến thành như thế nào? Biến thành tạo nghiệp. Quả báo chúng ta là cõi thật báo trang nghiêm. Nay đã thay đổi Biến thành luân hồi lục đạo Biến thành khổ báo trong tam đồ Sao lại thay đổi là thức biến Như thế nào gọi là thức Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước Có những thứ này Nó sẽ biến chất Biến thành luân hồi lục đạo Biến thành tam đồ Biến thành địa ngục khi nào giác ngộ sau khi giác ngộ thì địa ngục không còn lục đạo không còn cao hơn nữa thì mười pháp giới cũng không còn như vậy thì chúc mừng quý vị quý vị đã trở về tự tánh quý vị ở trong cõi thật báo trang nghiêm tuy đã trở về với tự tánh nhưng tập khí vô minh vẫn chưa đoạn nếu tập khí đoạn rồi Thì cõi thật báo cũng là giả Cũng không có Chỉ có một cái là thật Cõi thường tịch quan là thật Cõi thường tịch quan chính là tự tánh Là bản tánh Là chân như Là dư như, như. Trong cõi thật báo Có 41 địa vị là Thập trụ Thập hành Thập hồi hướng Thập địa Và đẳng giác Còn diệu giác thì sao Thượng tịch quan chỉ có một địa vị Đó là Diệu giác như lai Trong kinh hoa nghiêm Thật sự bình đẳng đức phật a di đà dạy cho chúng ta phương pháp thật tuyệt diệu chính là rốt ráo niệm một câu a di đà phật ở thế gian này bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh chúng ta ở trong hoàn cảnh này Thuận cảnh thì xứng tâm như ý Là hoàn cảnh tốt Nghịch cảnh là cảnh giới không tốt Thiên tai nhiều, nhiều khủng bố Đây là nghịch cảnh Thiện duyên, ác duyên Người thiện đối với quý vị rất tốt Quan tâm chu đáo Ác duyên đều là oan gia trái chủ Hủy bán Sĩ nhục, hãm hại quý vị Bất luận là cảnh giới nào Đều thành tâm thành ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật Đối với người cũng A Di Đà Phật Đối với vật cũng A Di Đà Phật Đối với thiên địa vạn vật cũng A Di Đà Phật Ngoài Phật A Di Đà ra tôi không có gì cả Những thứ mắt tôi nhìn thấy toàn là Phật A Di Đà Thuận cảnh cũng A Di Đà Phật nghịch cảnh cũng A Di Đà Phật Người thiện cũng A Di Đà Phật Người ác cũng A Di Đà Phật quý vị thật sự trở về thanh tịnh bình đẳng giác đây chính là điều tôi thường nói tâm chúng ta đã chuyển đổi chuyển thành phật a di đà không cần tôi cho rằng trong tâm tôi đều là phật a di đà như vậy không được quý vị cho rằng thì không được trong tâm phải thật sự là Phật A-di-đà Thì hành vi sẽ thay đổi Thành ư trung nhất định hội hình ư ngoại Bên ngoài thì có thể nhìn thấy nội tâm của quý vị Bên ngoài nghĩa là gì? Đối với người thanh tịnh, chân thành Lấy tâm thanh tịnh, chân thành, hòa hợp, từ bi Đối với tất cả chúng sanh như vậy sẽ thấy trong tâm quý vị thật là phật a di đà đây là công phu là thật sự niệm phật là thật sự chuyển chuyển điều gì trong kinh nói đem trí huệ quang minh thần thông đạo lực và công đức tu hành của Phật A-di-đà Chuyển thành của mình à, Cũng chính là nói Phật A-di-đà gia trì Tôi đều nhận được hết Và đều đang hưởng thụ Như vậy thì hoan hỷ biết bao Chưa chuyển được Thì Phật A-di-đà nhất định gia trì Việc gia trị này xưa nay chưa từng gián đoạn Nhưng chúng ta chưa bao giờ nhận ra Chưa bao giờ được hưởng thụ Nếu nói có một chúng sanh tạo ngũ nghịch thập ác Chúng sanh đọa địa ngục A Tỳ Mà Phật A Di Đà không gia trị Thì bổ nguyện của Ngài không viên mãn Mặc dù đọa địa ngục A Tỳ Nhưng khi ánh sáng của Phật chiếu đến họ Phật A Di Đà gia trì họ Nhưng vì sao? Vì nghiệp chướng của họ quá nặng Họ nhận được Nhưng không nhận ra được giá trị Nên không hưởng thụ được Như vậy thì nhận được cũng như không nhận được Hiện tại chúng ta có chút giác ngộ có chút thấu triệt mới biết là thật không hề hư vọng người vĩ bán hãm hại ta ở đây ta có cuốn bài vị để hàng ngày hồi hướng cho họ họ ghét ta nhưng ta thích họ tôn trọng họ vì sao vậy vì họ tiêu nghiệp chứng giùm ta Họ làm nhiều điều bất thiện đối với ta Khiến ta thường phản tỉnh Ta thật sự có sai lầm chăng Họ nhắc nhở ta Hữu tắc cải chi Vô tắc gia miễn Có Ta phải thay đổi Cảm ơn họ đã nhắc nhở ta Ta không có Thì cần khuyến khích rằng Họ đang tạo tội nghiệp Còn ta đang nâng cao cảnh giới ta có thể không cảm ơn họ chăng? Sau đó quý vị sẽ hiểu tại sao nhẫn nhục thiên nhân lại cảm ơn vua ca lợi chính là đạo lý này. Không có vua ca lợi các thân thể chính ngài cũng không biết. Sự nhẫn nhục ba la mật của ngài có được viên mãn hay không? Chính ngài cũng không biết điều này giống như kiểm tra vậy cô ca lợi là thầy giáo kiểm tra bài kiểm tra rồi thì thông qua tuy đây là đề mục rất khó nhưng đã thông qua quý vị nghĩ xem hoan hỷ biết bao nên phải cảm ơn thầy thầy không phải có thiện ý đến giúp quý vị nâng cao quý vị họ không có ý này họ thật sự muốn hại và hủy nhục quý vị đó là họ đang tạo nghiệp họ đang tạo nghiệp nhưng bồ tát thì được nâng cao cảnh giới nên bồ tát cảm ơn họ nghiệp họ tạo có cần thọ báo chăng phải thọ báo tuy thọ báo nhưng họ ít đau khổ chính là đọa địa ngục nhưng họ chịu khổ không nhiều vì sao vậy? Vì được Bồ Tát cảm ơn Vì sao đọa địa ngục? Vì tâm họ bất thiện Đọa địa ngục nhưng chịu khổ không nhiều Là do Bồ Tát gia trì cho họ Đạo lý này mới có thể nói thông suốt Mới có thể nói một cách viên mãn Nên Bồ Tát đối đãi với tất cả chúng sanh Chúng sanh làm tổn thương mình Cũng không có tâm oán hận Đây là tiêu chuẩn tu học của chúng ta Trong cuộc sống hàng ngày Bồ Tát ở đâu cũng khiến cho chúng sanh Sanh tâm hoan thiện Họ không thích tôi Thì tôi sẽ tránh Khiến họ sanh tâm hoan hỷ Đây là Pháp Đại Thừa Là chư Phật giáo hóa Là việc có ích đối với Phật Đạo Nhất định phải hiểu Không hiểu thì không thể tu được Đây chính là nói về phật sự chúng sanh có tâm là họ có phiền não đầy đủ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước bồ tát vô tâm bồ tát đều là pháp thân bồ tát sanh đến thế giới cực lạc đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh được nguyện thứ 20 Trong 48 nguyện của Phật A-di-đà Gia trì Đều làm A-duy vị trí Bồ-Tát Nguyện này rất quan trọng A duy vị trí là Bồ Tát như thế nào? Biệt giáo nói là địa thượng Bồ Tát Hay nói cách khác Tuy họ ở cõi đồng cư Nhưng trí tuệ, thần thông, đạo lực, công đức của họ Không khác gì với cõi thần báo Hay nói cách khác Họ thực sự biến trí tuệ Thần thông, đức năng Của Phật A-di-đà thành của mình Đích thật dung hợp thành một thể với Phật A-di-đà Mình và người không hai Nên họ có năng lực Giúp tất cả lục đạo chúng sanh Trong biến pháp giới, hư không giới, quốc độ của chư Phật Họ có năng lực này Chúng ta học tịnh độ Cần phải học được chiêu đầy Như vậy là đã học đúng Danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần Thất tình lục dục của thế gian này Ai muốn thì cho họ hết Không cần chứng ngại họ Họ thích thì cho họ hết Còn chúng ta không cần Tôi tiếp xúc với cô hàng 30 năm chúng tôi giao tiếp rất hòa hợp nguyên nhân là vì không có lợi hay hại cái cô ấy cần thì tôi không cần những thứ tôi cần thì cô ấy không cần hợp tác như vậy sẽ rất tốt cô muốn danh văn lợi dưỡng thì cho cô hết tôi cần là điều gì mỗi ngày tìm cơ hội để tôi có thể thăng tòa thuyết pháp Điều kiện đơn thuần như vậy thôi à, chính, chính chúng năm ba người hay tám mười người cũng được Luyện tập giảng kinh Học giảng kinh, kinh. À, Chúng tôi tiếp xúc 30 năm. 30 năm Thật sự 30 năm chưa từng gián đoạn à, 30 năm đúng. đã thành tựu sau khi thành tựu thì cô ấy ra đi vì ý đây chính là ý niệm hưởng phước cô ấy không hề quên nên cô ấy chết không phải đến thế giới cực lạc mà sanh lên cõi trời tiếp tục hưởng phước bao bây giờ đã đến thế giới cực lạc chắc bây giờ cũng đã giác ngộ rồi Cõi trời không phải là cảnh giới cứu cánh Thế giới cực lạc vẫn tốt hơn Hộ trì pháp môn tịnh độ Có nhân duyên rất sâu với Phật A-di-đà Chỉ cần muốn đi là cô ấy có thể đi được Nghiệp à, nhân quả báo không hề sai chút nào trong đời này chúng ta không cần gì cả cô hàng vãng sanh rồi đạo tràng khi cô còn sống đều dùng tên của cô ấy chúng tôi không thành lập ban giám đốc con cái cô ấy cần thì cho họ hết lúc đó ngộ đạo người hàng chữ ngộ người ta không phục nên muốn kiến cáo tôi phải cúi lại sát đất khẩn cầu họ tuyệt đối không nên làm điều này làm điều này thì chúng ta không giống người học phật người học phật tin tưởng nhân quả số mạng có thì nhất định có không mất được chúng tôi trao cho họ hết chúng tôi đến singapore đến Singapore ở gần 4 năm thì chúng tôi đến đây. Như vậy, hoàn cảnh tu học, hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta không ngừng nâng cao, mọi người đã giác ngộ đã minh bạch. Thật như vậy không hề giả, số mạng có thì đi đến đâu cũng đều có người hộ trì. <laughs> Tin tưởng vận mệnh thì sẽ không làm điều sai trái Tâm an thì không mong cầu Thực sự làm được đối với người không tranh Đối với thế gian không cưỡng cầu Ai muốn Chỉ cần tôi có là cho họ hết Tôi không bỏ sẻ Cho càng nhiều càng tốt Đây là kinh nghiệm 60 năm của tôi Bố thí thì càng thí càng nhiều Bố thí tài Tôi cũng không biết của đó từ đầu đến Hai năm nay Quý vị xem Tôi mua 20 bộ tuyết khố toàn thư 500 vạn tiền Mỹ Kim Lần này tôi lại đặt 200 bộ hội yếu Sứ khổ toàn thư hội yếu 200 bộ In 10 vạn bộ Thuần thư trị yếu của đường Thái Tông Mười mấy vạn bộ quốc học trị yếu Tổng cộng hơn Năm trăm vạn tiền Mỹ Kim Hai cái này hợp lại là hơn Một ngàn vạn Chuyện đều trả xong hết Tôi không cần ai đưa tiền thêm cho tôi Nếu đưa tôi tiền tôi phải thay quý vị nghĩ cách phải dùng như thế nào Tôi bây giờ đã già Không muốn làm điều này Việc gì cũng không muốn làm Ngoài việc giảng kinh ra thì không muốn làm gì nữa Cũng không tham gia hoạt động Hiện nay tốt ở chỗ nào Có hậu nhân kế thừa tôi để những người trẻ thay tôi tham gia hoạt động quốc tế bây giờ tôi đồng ý ở đây mỗi ngày giảng kinh bốn tiếng tốt rất thoải mái lấy điều này làm vui không hề mệt mỏi Tương lai tôi vãng sanh Hy vọng vãng sanh ở trên bục giảng Sau khi giảng xong Thì cáo biệt mọi người Tôi đi đây đến thế giới cực lạc Quý vị nghĩ xem Tự tại biết bao Cho nên Học Phật Thành tựu được nhiều hay ít Đều ở chỗ chúng ta buông bỏ ít hay nhiều Đây là kinh nghiệm tôi đạt được trong 60 năm học Phật. Quý vị buông bỏ càng nhiều thì quý vị đạt được càng nhiều và ngộ được cũng nhiều. Bất luận ở phương diện nào quý vị cũng được đại tự tại. Bí quyết chính là buông bỏ. Quý vị không chịu buông bỏ, đó chính là nghiệp chướng. Đó chính là tiền phức à, Trung Quốc Người xưa nhưng đến cùng không tranh à, Nhường nhịn có bị thiệt, 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 thiệt thôi chăng Tuyệt đối không bị thiệt Nên cần phải tin Phải tin nhân quả Số mạng có thì nhất định có Trong số mạng không có Thì dùng phương pháp gì cũng không đạt được dùng thủ đoạn bất chánh đạt được cũng là số mạng có như vậy không phải là oan uổng ư sai thật là sai lầm trầm trọng hoàn toàn sai chiến tranh giết chóc đó là quả báo trong địa ngục ở tương lai danh lợi mà quý vị đạt được là số mạng quý vị có bất luận dùng thủ đoạn gì tất cả đều là số mạng có nhưng thủ đoạn không chính đáng thì sẽ tạo tội nghiệp mà còn như thế nào lợi ích mà quý vị đạt được bị giảm sút Ví dụ, số mạng quý vị có 100 ức Nhưng nếu dùng thủ đoạn không chánh đáng Thì chỉ đạt được 50 ức Đã cảm thấy quá nhiều rồi Nhưng thật ra đã tổn thất một nửa Quý vị nghĩ xem oan uổng biết bao Đáng tiếc biết bao Làm người không nên dùng thủ đoạn không chính đáng Không được lừa gạt lừa gạt làm tổn hại chính mình rất lớn đức phật dạy chúng ta làm sao để đạt được của cải trong số mạng có tại sao số mạng quý vị có vì trong quá khứ tu bố thí nên trong đời này được của cải nếu số mạng không có sẽ không đạt được mấy năm trước tôi giảng kinh ở hồng kông có quen một vị cư sĩ tên là trần lãng năm trước đã qua đời tuổi tác khoảng bằng tôi Ông ta nói với tôi Mãi sau này tôi mới biết Quan hệ của ông ta và Lý Gia Thành rất tốt Ông ta nói Lý Gia Thành là người sáng Người triều sáng 30 tuổi đến Hồng Kông buôn bán Mới đến đã gặp được Ông ta là người xem tướng rất giỏi xem phong thủy Ông nói với Lý Gia Thành Ông mong trong tương lai Kinh doanh sở hữu bao nhiêu của cải Thì ông vừa lòng Lý Gia Thành nói Có được ba ngàn vàng Là tôi vừa lòng Trần Lãng nói Ông không chỉ có bấy nhiêu đó đâu. Số của ông tài sản đầy nhà. Bất luận ông làm ngành nghề nào cũng được lợi, tương lai ông giàu nhất Hồng Kông. Lý Gia Thành suốt đời không rời Trần Lãng, việc lớn hay nhỏ đều hỏi ý Trần Lãng. Đây là số mạng có Quý vị và Lý Gia Thành kinh doanh giống nhau Nhưng ông ta thì lời Còn quý vị lại lỗ Vì sao vậy? Bởi số quý vị không có Còn ông ta thì có Số mạng có Nó từ đâu đến? Là đời đời kiếp kiếp trong quá khứ Thích tu hạnh tài bố thí Đạt được nhờ như vậy Điều này trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng Thông minh trí tuệ là quả báo của pháp bố thí Mạnh khỏe trường thọ là quả báo của vô úy thí nếu có thể tu ba loại bố thí Thì giàu có trí huệ thọ mạng của quý vị đều tăng trưởng Đạo lý này Khi tôi mới học Phật Chư gia đại sư đã nói với tôi Đại sư này cũng rất giỏi Năm tôi theo đại sư Tôi 26 tuổi còn chương gia đại sư 65 tuổi Lớn hơn tôi 39 tuổi Thuộc hàng tổ phụ Ngài xem tướng tôi Thật đáng thương Không có chút phúc báo nào Cũng chính là không có tài sản gì Mà lại còn đoạn mạng Điều này tôi biết rất nhiều người xem tướng nói thọ mạng của tôi chỉ có 45 tuổi. Tôi rất tin điều này. Thì người lớn trong gia đình tôi đều không quá 45 tuổi, tổ phụ 45 tuổi chết, bác cũng 45 tuổi ra đi, ba tôi cũng 45 tuổi, không có ai sống quá 45 tuổi nên họ nói thọ mạng tôi được 45 tuổi, tôi rất tin. Tôi học Phật chính là hy vọng năm 45 tuổi đó tôi vãng sanh. Năm đó quả nhiên bệnh suốt một tháng. Tôi niệm Phật cầu vãng sanh. Nhưng sau một tháng tôi khỏe lại. Khi chưa bệnh, tôi giảng kinh lăng nghiêm trong chùa Đại Giác ở Cơ Long. Giảng mới một nửa thì bị bệnh tôi biết thọ mạng tôi đã đến nên không khám bệnh cũng không uống thuốc chỉ đóng cửa để niệm phật cầu vãng sanh tôi quan niệm rằng bác sĩ chỉ có thể trị bệnh chứ không thể trị mạng khi thọ mạng đến tìm họ cũng vô dụng niệm phật cầu vãng sanh niệm suốt một tháng thì hết bệnh Nên 45 tuổi về sau của tôi là kéo dài Đây là Phật Bồ Tát Gia à, Trì Cũng được Phật sống ở Cam Châu chứng minh à, Ông cũng là học trò của chương gia đại sư Lớn hơn tôi mười mấy tuổi Có lần gặp được trong Pháp hội Nhân Vương Hộ Quốc Ông tìm tôi nói chuyện và nói với tôi Ông nói tịnh không Pháp Sư Khi không có ông Chúng tôi đều nói chuyện về ông Tôi nói nói về tôi điều gì Ông ta nói Chúng tôi nói về con người của ông có chút thông minh trí tuệ Nhưng rất tiếc là không có phước báo Lại bị đoạn mạng Tôi nói điều này không cần phải lo ngại Tôi biết rất rõ Nói trước mặt tôi cũng được Tôi đều có thể tiếp nhận Ông ta nói Pháp Sư những năm gần đây Lúc đó tôi đã giảng kinh khoảng mười mấy năm Đã mười hai, mười ba năm Công đức giảng kinh của Pháp Sư rất lớn Nên đã thay đổi vận mệnh Ông ta nói Phước báo của Pháp Sư chính là tài nguyên Giống như ống nước máy vậy Nó cứ chảy mãi không ngừng Bây giờ thọ mạng của Pháp Sư rất dài Ông ta nói với tôi điều này Sự việc này sau khi tôi ở Mỹ Cũng được một người coi tướng chứng minh Tôi đem điều này nói với ông ta Ông ta coi dùm tôi và nói Phật sống, Cam Châu nói rất đúng Sự thật thọ mạng của Pháp Sư chỉ có 45 tuổi Nhưng đã kéo dài, thật sự là trường thọ Ông ta nói của cải của Pháp Sư là không Chính Pháp Sư không hưởng thụ một phần nào tất cả đều làm việc công ích từ thiện ông ta nói điều này rất tốt của cải này rất tốt nếu tự mình hưởng thụ thì của cải này sẽ không tốt chính mình không hưởng thụ một phân một hào nào mới đúng cho nên quan niệm suốt đời không có tài sản tôi tuyệt đối không cầu tôi cũng không hy vọng người khác đưa tiền cho tôi đưa tiền cho tôi tôi còn phải suy nghĩ tiền này nên dùng thế nào để cho họ có phước không thể làm sai nhân quả phải lo lắng đủ điều không có tiền tự tại biết bao an nhiên biết bao không cần phải lo lắng điều gì cả tâm mới có thể được thanh tịnh Suốt đời học Đức Thế Tôn Điều này là chương gia Đại sư dạy tôi Đức Thế Tôn suốt một đời giảng kinh giáo hóa Từ năm 30 tuổi khai ngộ là bắt đầu 79 tuổi viên tịch Ngài giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Tôi thấy được chân tướng sự thật này Đức Thế Tôn không phải tôn giáo hoàn toàn không liên quan gì đến tôn giáo ngài là nhà giáo dục hoàn toàn tương đồng với khổng lão phu tử và mạnh phu tử ngài rất đơn thuần khổng lão phu tử sau khi học thành tựu muốn ra làm quan đi chu du các quốc là hy vọng có vị minh quân có thể mời ông giúp họ làm việc. trong lòng ông ta kính ngưỡng nhất, bội phục nhất chính là Chu Công. ông ta rất muốn học Chu Công. chu du các quốc gia suốt mười mấy năm nhưng không ai mời ông. Nên già rồi mới trở về quê dạy học Năm trở về quê ông 68 tuổi 73 tuổi ông ra đi Thời gian ông dạy học chỉ có 5 năm Đức Thế Tôn dạy học suốt 49 năm Lịch sử này cần phải biết Đức Thế Tôn lúc còn tại thế không xây chùa Không kiến lập đạo trang Khiến cho hàng hậu học chúng ta phải suy nghĩ Ngài suốt đời sống cuộc sống du mục Buổi tối ngồi thiền dưới gốc cây ban ngày ra bên ngoài khất thực Ngày ăn một bữa Đêm nghỉ dưới gốc cây 1.255 người đệ tử Phương thức sinh hoạt cũng giống như Ngài vì khất thực Ngài ăn một bữa Sau khi ăn xong Ngồi lại một chỗ Đức Phật vì đại chúng mà giảng kinh thuyết Pháp Chúng ta tin rằng Ngoài chúng đệ tử Tháp Tùng Còn có chúng đến tham gia đột xuất Đột xuất đến tham gia Tôi tin rằng nhân số không ít hơn chúng Tháp Tùng Tính như vậy thì đoàn thể này của Đức Thế Tôn phải là gần trên dưới ba ngàn người một đoàn thể lớn như vậy hàng ngày dạy học không có ngày nào nghỉ dạy học nghiên cứu thảo luận chia sẻ làm những công việc này lấy điều này làm vui và không thấy mệt mỏi nên dùng thái độ học thuật ngày nay để nhìn đức thế tôn là một nhà giáo dục xã hội nội dung dạy học bao hàm hết tất cả điều gì ngài cũng có thể dạy cái gì cũng có thể giảng có hỏi là có đáp tất cả những nghiên vẫn có giải đến đâu ngài cũng đều giải đáp được hết thật là một nhà đại giáo dục đại vị của ngài dùng cách nói như hiện nay thì ngài là một nhà giáo dục thiện nguyện dạy về giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa ngài không thu học phí Khổng tử còn thu một ít học phí tiền trả công cho thầy đức thế tôn không thu học phí Sống nhờ vào khất thực vô cùng đơn giản Điều này đã lưu lại cho hàng hậu học chúng ta Một tấm gương rất tốt Chúng ta cần nên học tập Đạo tràng dạy học đơn giản là được Sức khỏe của con người hiện nay không bằng cổ nhân Thời đại Đức Thế Tôn Quý vị nghĩ xem Đêm đến nghỉ dưới gốc cây Bão táp, mưa xa hay nắng cháy Đều không có gì chướng ngại Sức khỏe rất tốt Thân tâm mạnh khỏe chúng ta bây giờ không thể sánh được ra gió một chút liền bị cảm bị gió còn họ ngày ngày đều sống như vậy vẫn không sao